Bây giờ đi ra vườn của mẹ mình hái rau này. Trời ơi, hai ngày mà thấy nó lên lẹ luôn á. Đây là cái lãnh, đây là có trái rồi. Trời, bởi xanh quá, bằng đêm lạnh. Cái bẻ xanh đây, cái này ăn bánh xèo hết sảy luôn. Mày chưa ăn, từng tới ăn đừng được rồi. Bây giờ là đây nè, cái đám mạ của mẹ. Mẹ gái nó thích gì đâu, nó giống cái đám mạ luôn. Cái này là rau xà lách, nó hổm ăn bánh xèo một bữa rồi, ăn nhúng ăn lẩu mắm, ăn tập lum hết trơn rồi. Bây giờ nó đây, nó ăn được một lõm rồi đó. Cho nữa, quá trời nhiều luôn, ăn hết nổi luôn. Đây là ngò nghí nè, năm ngoái nhà chồng có một cây một thôi, năm nay nó nhảy, ông ơi nó nhảy hết cái vườn luôn. Quá trời. Mẹ đang cắt rau thơm nè. Nó rau thơm lá xè xè. Không rồi, ăn này hổm ngày nhiều lắm rồi đó. Cắt quá trời luôn rồi. Lá thấy ngon không? Nó cắt vô ăn nhúng giấm. Bò nhúng giấm. Cá mực, bò tôm. Đứa em mình đi câu cá, nó có con cá strabass bự. Rồi mẹ mần xong rồi bây giờ là đem rau vô để mà nhúng rồi gói ăn. Đây nè, bầu. Bầu đang leo nè. Có trái rồi nè. Con nụ có trái nụ hả? Ừ. Có trái nè. 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 Nó đà dưới đất mà nó có trái rồi. Đây nè, nụ nè. Cái này là nụ có đực. Nụ đực hả? Nụ ơi, có trái vậy nó dài. Cái gì vậy? Mấy trái dài dài trong đó nha. Không giúp chị sợ nó giọt. Không phải đâu. Tin cái gì không biết. Okay. Nghe là được được không mà đâu có cái đâu. Cái nằm ở đây. Mẹ cho được quá trời nó không cái không có lên á. Trồng mấy dây bầu. Rồi dưa leo. Dưa leo nè, giờ có trái rồi nè. Đó. Thấy không, nó nằm dưới đất kìa. Nó xà dưới đất luôn, nó lùng tịt. Có trái rồi. Có trái rồi. Rồi mẹ trồng đậu, đậu que, đậu bắp. Cái này đậu que hả mẹ? Cái này đậu que hả? Đậu xanh lồng. Hồi nãy đậu, đậu xanh lồng hả? Chết rồi, đạp lá đó mẹ luôn rồi. Đó, đây dưa leo tiếp. Dưa leo nữa nè. Sao mẹ không chia bầu ra? Mẹ bầu mẹ để bên đây vài cọng, bên kia vài cọng, bên gom có một chỗ một người, sao nó leo lên vàng cho nó đều. Bắt ngọn đó. Bắt ngọn gì sao mà ấy. Mẹ chia ra được rồi. Leo thì nằm trong bên, dưa leo còn bầu bên đậu. Dưa leo nó đâu có leo hết đâu. Nó đâu có leo hết đâu. Nó đâu leo hết trên vàng đâu mẹ. Nó chia nó leo hết luôn á. Có vậy này. Không leo lên tới trên cao như đâu. Hả? Không leo tới lên trên gì đâu. Leo. Trời ơi, nó mới leo tút tới đây mình hả? Nửa vàng thôi à. Ừ. Cái đó tôi bị lạnh này. Bên kia là cắt rau ngồi nghí quá trời luôn rồi. Nó lên khoảng hơn gần phân nửa của cái bùn của mình luôn rồi. Và năm ngoái trồng có một cây mà năm nay lá nó không phải cái bông đó, nó khô đó, đầu nó nhảy ra tà là hết trơn luôn. Mà nó thơm thì thôi luôn á. Thơm hơn ngoài chợ mình mua nhiều. Nó thơm lắm. Đó mẹ, cắt ngò nghí vô mẹ. Đó, cái vườn của mẹ năm nay là vậy đó. Ăn cải là quá xá rồi. Ăn bánh xèo hổng gài rồi nhúng rồi tùm lum hết trơn. Gỏi cuốn. Bây giờ cải này cắt ra là nhổ cải kia ta. Hả mẹ? Cải này nè. Cải nó nhổ đi. Tại nó hết chỗ rồi. Mẹ chỉ cho nó ra bên kia quá trời luôn rồi. Wow, nguyên bó luôn đã không? Ba. Quá trời đó, tươi quá đã luôn. Cái không thơm đi mẹ. Ừ, thơm đi mẹ. Thơm chứ đó. Ít quá vậy. Cắt nữa đi. Đó, thấy ngon dễ sợ không? Cái này là organic luôn nha, không có thuốc nha. Cái này là thiên nhiên nguyên chất luôn á. Đó, ngon chưa? Bữa nay cắt luôn ha. Quá trời rồi. Bự quá rồi, cắt đi. Nó nằm ở trong này rồi, cải kia nó không lớn nổi rồi. Nè, quá nữa. Quá đã.
Mấy chị con lấy áo cá con qua nãy rồi. Lấy áo cá không? Nữa. Không. Quên lấy rồi. Áo cá quá trời không còn say uống, còn đắp mặt nữa. Vừa say uống cái đầu cái xác nó lấy cái đắp mặt. Trắng da, mấy cái nám này kia nó bay hết. Rồi mày cắt đi con vô con làm. Làm nước mắm chấm mắm nêm. Mắm nêm chấm ăn. Ok, lát quay cho quý vị coi nữa nha. Đây, mực tươi. Mực đi câu. Đây là cá mẹ ướp rồi. Cá này cá striped bass. Câu hồi sáng mới về luôn. Ướp nước mắm, hành, tiêu, tỏi. Cá striped bass thịt nó ngon, nó tươi mà nó ngọt nữa. Không gieo. Không gieo luôn. Ngon cá lóc của Việt Nam nữa. Đây mẹ, cá lóc ngon. Cá lóc đâu bằng cá này đâu. Đó, đây là tôm. Đủ món luôn. Đó, kèm với bún mắt gói nè. Gói gào. Ăn cái đồ này là không có thiếu được mắm nêm. Ăn cái này là hung chứ. Hung là bỏ chạy luôn mà. Chả thiếu đó là gào nè. Gào hái trong rừng mới vô. Đó, rửa là bò nhúng giấm là không thể nào thiếu cái đầu nước nước dùng được. Đây là nước dùng nè các bạn ơi. Này là nước dùng tao tỏi tao xả lên cho thơm, xong rồi đổ nước vô. Rồi xong rồi cái đổ nước vô, cái đổ một miếng coconut soda vô, bỏ miếng giấm vô, giống như là mình nếm vừa chua vừa ngọt vừa mặn vừa cay, có ớt cái mày nó có cay nữa. Nếu ăn cay thì nhiều thì bỏ ớt nhiều vô. Rồi con cá nó bự quá, cái xương lóc thịt rồi, bây giờ lấy xương bỏ vô đây nấu cho nó ngọt nước đó. Đợi nó sôi xong rồi bắt đầu ăn. Bỏ miếng khóm vô cho nó thơm. Bây giờ tôi nhớ nè. Bỏ miếng hành vô đó, cho nó ngon. Rồi cái chú Lân dậy đây ăn nè. Ăn được rồi. Giờ ăn gấu còn biết. Còn ngon chết rồi. Cứu nữa. Tính đâu là ngâm mà không có cá. Thằng khùng đó gì nó co cây được. Bỏ cá ha, bỏ gì vô? Cái này lẻ chín lắm mẹ ơi. Cái này chín lẻ lắm á. Cái này chứ bỏ vô nhúng nó lấy ra à, chứ bỏ vô là nó chín chưa. Chín gieo ngon. Sáng cũng giờ làm phụ con cá đó. Trời phụ, mất năm làm một con này, thằng kia nó làm cho thằng kia con kia nữa. Câu cá mà không biết làm cá làm sao để sách quá. Không có làm bằng lấy cái mình không vậy? Lấy mình không à, lấy hai cái bên lên không à. Ừ. Bỏ đầu bỏ chân. Bỏ hết trơn không lấy gì chứ. Rồi đem bệnh nó nướng mà nghe cái mùi khói á, nướng mùi khói là nhớ ở Việt Nam mà. Nó làm cho con thu nè, ngon, nó đeo qua đây miếng nè, ngon. Ừ, làm thử ha. Nó là đem cho ăn thử. Ủa cái em cá cái nó thứa làm ba, nó kêu cắt làm ba. Ông già nó xách cái thau qua là đựng. Ông già nó em nó của nó đi qua. Đứng nó coi mặn. Mặn cái ông đem về bệnh xách lấy cái thau qua. Lấy thau qua là qua cá ra. Tươi gói luôn. Ngọt xớp. Ăn cái này nhức nách luôn. Tươi mà quá trời luôn, ngon ngon dễ trời ngon đó. Có bò, có tôm, có cá, có mực. Bánh giái hoài, Việt Nam giái hoài. Ông bà có cho gì cho cái số đi. Rồi chúng bao nhiêu là mua đồ hết. Mua gạo mua đồ hết. Đồ cho dân nghèo mà giá hoài. Vậy mà không mua giá số cứ giá nó có gì chung. Giá hoài luôn á, Việt Nam giá hoài luôn. Ăn nè, ăn nè. Thôi vô ăn. Kể tên. Cá cà đeo nó gì béo quá, cho thầy nó mỏi không. Thằng ấy bất đề, bất đề ờ cúng đi vài cái nha. Thôi đi không có nghe nó được. Cái hả? Ăn cái gì mắm nêm không lắm. Ủa nhãn giờ con cá chưa? Nãy giờ chín hết trơn rồi đó. It's a Mrs. Happy birthday nội, happy birthday. Cho ăn quá nè.
Đây. Sao làm biết dữ vậy ta? Cuốn này ăn lên nó mới ấy. Ừ. Trời, nó câu về cuốn cho nó cuốn đi thôi, mà nó không câu. Cuốn cho nó cái đi, cần cái giá cuốn không? Nó khỏi, cảm ơn thank you. Đó. Trời ơi, quá đã luôn. Phật. Mẹ ăn này, mẹ luôn vô nè, đứng qua đây. Đứng ở đây bên đây sao làm được? Bột tôm. Bún này nè. Hả? Bún kia nè. Ăn miếng cá rồi chứ giờ ăn bún nữa không nổi. Thôi mai mực. Thôi nè. Thì con. Thôi ăn cá ăn rau đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thấy kìa. Cá ăn rau kìa. Trời ơi, cái cuốn này quá bự. Ăn ăn đi. Ăn nó mắm ăn gì? Mắm em. Mắm em. Mắm kia to kìa. Đây, cái đây đi câu cá nó không? Đây câu cá nha, cũng quậy mắm miên nha, mắm miên quậy quá, mắm miên nói không cho đi nữa hả? Miên nó quậy tôi quá trời ơi, trời ơi, đi bỏ nó quậy đi nó bỏ nó muốn không cho, không cho đi nữa, không có cá ăn nữa nè. Bất kỳ nội gì hết, bất kỳ nội. Bất kỳ nội. Cái cuốn này chắc không. Nó chạy. Cái gì? Trời gì? Chị đột, nhận nghe cái đột. Là chị hai cho ăn quá trời. Nhận quá trời luôn. Quá bự cái cuốn này luôn à, ăn cuốn no luôn. Cuốn rồi. Cuốn ơn nè. Cuốn ơn đi, ăn cuốn ơn nó bắt cái cuốn nữa. Mẹ ăn gì nữa đi. Nghe rồi lên. Phải ăn mà ăn gì. Wow, đã không? Cuốn này dạy cuốn nữa. Chấm mấy món. Trời ơi, ăn kèo lắm. Mắm nêm đây.